Quý Bảo và Lan Nhi xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2019, ngày cuối cùng của năm, hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, uống bia rượu điều khiển phương tiện giao thông sẽ có thể bị xử phạt lên tới 40 triệu đồng. Nhà vườn điêu đứng vì hơn 200 cây mai bị kẻ gian chặt phá chỉ trong một đêm. Đắk Lắk, thi thể một người phụ nữ bị mất bàn tay phải được tìm thấy trong rẫy cà phê. Ngoài những thông tin vừa điểm qua, bản tin ngày hôm nay còn có những nội dung hấp dẫn khác. Nhưng trước tiên, quý vị hãy cùng với chúng tôi điểm qua những vấn đề nổi bật đã xảy ra tại vùng đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2019. Sau 6 năm thi công, cầu Vòng Cống đã chính thức thông xe, nối liền hai bờ sông Hậu. Và ngày 19 tháng 5 năm 2019 đã trở thành một ngày đi vào lịch sử đối với người dân hai tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp. Theo đó, phà Vòng Cống cũng đã kết thúc sứ mệnh hơn 100 năm đưa khách sang sông. Năm 2019, sạt lở đồng bằng sông Cửu Long lên đến mức báo động với 681 điểm, tăng gấp 7 lần so với năm 2010. Đỉnh điểm là vụ sạt lở quốc lộ 91, đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Hà bá đã dường như nuốt chửng 3/4 tuyến lộ. Sau thanh long, chôm chôm, nhãn, vải và vú sữa, xoài Việt Nam, cụ thể là thương hiệu xoài Cát Hòa Lộc Đồng Tháp, chính thức được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Tháng 11 năm 2019, giống lúa thơm ST25 do nhóm tác giả kỹ sư Hồ Quang Cua, tiến sĩ Trần Tấn Phương và thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu, chọn tạo, đã được công nhận là gạo ngon nhất thế giới tại cuộc thi World Best Dry, được tổ chức tại Philippines, nâng tầm giá trị của gạo Việt trên thị trường quốc tế. Năm 2019 cũng là năm đồng bằng sông Cửu Long gánh chịu hạn khô xâm nhập mặn khốc liệt, dự báo sẽ lặp lại lịch sử năm 2015-2016. Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký ban hành Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thay thế Nghị định số 46/2016 của Chính phủ với nhiều điểm mới, và Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đáng chú ý, theo Nghị định mới, mức xử phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn có thể lên đến 40 triệu đồng. Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất mức 3, Nghị định phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đối với người điều khiển xe mô tô sẽ bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Người điều khiển xe đạp, xe thô sơ bị xử phạt từ 400 đến 600 ngàn đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy, nghị định cũng tăng mức phạt tương tự. Quả thực là thời gian trôi đi rất nhanh đúng không thưa quý vị? Mới đó thôi mà ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2019 theo dương lịch. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc là còn chưa đến một tháng nữa là đã đến Tết cổ truyền của dân tộc ta. Và không khí mùa xuân đang đến rất gần, nhộn nhịp, nhất là thị trường mai vàng. Thời điểm này thì các nhà vườn tại thành phố Hồ Chí Minh đang tất bật trong việc trang hoàng, chăm sóc tươi tốt những cây mai cảnh để chuẩn bị mang Tết xuống phố. Anh Nguyễn Thanh Hà, chủ một vườn mai lớn ở quận Thủ Đức cho biết, năm nay đưa ra thị trường khoảng 3.000 gốc mai với mức giá thấp nhất là 1 triệu đồng, rất vừa túi tiền so với chất lượng mai, chủ yếu bán cho người dân mua về chưng Tết, còn giá cao nhất khoảng 500 triệu đồng, đa phần phục vụ cho các doanh nghiệp, công ty có nhu cầu mua hoặc thuê. Hàng hóa thì mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, đầy đủ hết rồi. Còn cái lượng mua thì đa số là thuê, nên khách quen mỗi năm thì ta đã đặt hàng hết rồi. Nhìn chung năm nay thời tiết tương đối tốt, thuận lợi cho cây mai phát triển ra hoa đẹp, nở đều đúng ngày dự tính. Hôm nay thời tiết thì thấy nó cũng thuận tiện, mà mai Tết mình lặt lá rồi, nếu mà nó tróc đều thì mình bán nó có giá, còn mai mà nó tróc không đều thì cái giá nó không có cao. Thị trường mai cảnh hiện nay rất đa dạng về giá cả và loại cây, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hình dáng, kích cỡ cây mai và đặc biệt là độ tuổi của cây. Cây tuổi thọ càng nhiều, gốc có kích cỡ càng lớn thì giá trị sẽ càng cao. Người trồng mai cũng nghiên cứu lai ghép tạo ra nhiều giống lạ để thu hút khách hơn bên cạnh mai vàng truyền thống. Đa phần thì mai tứ quý ghép dảo bông đẹp vào cho cây nó đẹp vậy thôi. Năm nay thì có xu hướng thì mới giống mai mới là mai Đại Lộc, nhiều cánh, hoa nó nhiều cánh. Rồi nên là mình đi tham khảo xem. Không chỉ để phục vụ thị trường hoa Tết tại thành phố Hồ Chí Minh, mai vàng còn được vận chuyển ra Bắc, do một số gia đình phía Bắc năm nay cũng chưng thêm mai vàng tạo nét sinh động ấm áp ngày Tết.
Như chúng tôi đã thông tin cảnh báo đến quý bà con trong các bản tin trước, thời điểm này tình hình trộm cắp tài sản đang diễn biến hết sức phức tạp với âm mưu và thủ đoạn khó kiểm soát. Minh chứng là vừa mới đây tại tỉnh Bình Phước, anh Nguyễn Văn Nhật để xe tải chở 200 trái dừa ở bên ngoài vào nhà nghỉ ngơi, đến sáng thức dậy thì toàn bộ tài sản đã không cánh mà bay. Đáng chú ý hơn, đây không phải là lần đầu tiên mà đã là lần thứ 6 gia đình bị trộm. Trước đó thì anh bị mất 3 xe ba gác, 1 xe máy. Theo trình bày của anh Nhật, tối 29 tháng 12, anh Nhật chạy xe tải loại 2,4 tấn hiệu Kia mang biển số 93C08968 của gia đình chở 200 trái dừa về đậu trước cổng nhà nhưng quên rút chìa khóa mà vào nhà ngủ. Đến khoảng 6 giờ sáng 30 tháng 12 thì phát hiện chiếc xe và 200 trái dừa đã bị kẻ gian lấy mất. Khu vực này thì thường xuyên là phức tạp lắm. Nhà em chỉ mất hiện tại là 5 chiếc xe rồi. Đó, bao 4 chiếc xe ba gác, 1 chiếc xe máy và thêm 1 chiếc xe tải, 1 xe thứ 6. Xe ba gác gần nhất mất đây là cách đây 3 tháng. Cùng thời điểm, gia đình anh Nhật bị mất xe tải. Gia đình ông Trần Trung Kiên, 44 tuổi, hàng xóm sát nhà của anh Nhật, cũng bị kẻ gian phá ổ khóa đột nhập vào nhà. Tuy nhiên, ông Kiên may mắn hơn khi tên trộm lục tung tất cả các phòng từ lầu 1 tới lầu 3 để trộm cắp tài sản nhưng không lấy được gì. Nó tháo cái toàn bộ đồ từ lầu 1 đến lầu 2 đến lầu 3, tháo cái toàn bộ đồ đoàn nó lục, các phòng ngủ nó cũng lục ra hết, thời gian lục chắc phải 1 tháng 2 tiếng 1. Theo ghi nhận từ camera an ninh ở tuyến đường DT741, thời điểm anh Nhật bị mất xe tải là vào khoảng gần 2 giờ 45 phút rạng sáng 30 tháng 12. Sau khi lấy trộm xe tải, đối tượng điều khiển xe ra đường DT741, sau đó đi ngược lên hướng thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Đồng Phú đang khẩn trương điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng trộm cắp táo tợn. Chiều qua, tại công trình thi công giai đoạn hoàn thiện bưu điện Cẩm Lệ, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, đã bất ngờ xảy ra một vụ tai nạn lao động. Nạn nhân là một nam công nhân khoảng 30 tuổi, đã bị bỏng nặng ở hai tay, ngực và mặt. Nguyên nhân là do sự cố điện giật khi nam công nhân này kéo thanh nhôm khoảng 5 mét từ dưới đất lên tầng 2. Nhiều người khác đang vịn vào thanh lan can bằng sắt cũng bị ảnh hưởng. Vụ việc còn khiến cho điện bị cúp cả khu vực. Nhiều công ty bị đình trệ công việc. Đèn tín hiệu tại ngã tư Cẩm Lệ bị cúp khiến cho giao thông tại đây hỗn loạn. Vụ phá hoại vườn mai được phát hiện sáng ngày 31 tháng 12 ở xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo ông Bùi Đức Dũng, 40 tuổi, ngụ Bình Dương, chủ vườn mai cho biết, sáng nay ông ra thăm vườn mai thì thấy một số cành gãy văng dưới lối đi. Kiểm tra vườn mai, ông Dũng thống kê được có 220 gốc mai bị kẻ xấu dùng cưa cắt đứt cành. Nhiều cây kẻ xấu cắt đứt ngọn hoặc cưa đứt 2/3 thân cây mai. Theo ông Dũng, đa phần số mai này đều đang chuẩn bị tuốt lá chờ nở hoa, trong đó có 80 cây là người dân thuê gửi chăm sóc. 140 cây còn lại là của vườn trồng suốt hơn 2 năm nay để mang ra chợ bán dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Theo ước tính của ông Dũng, tổng thiệt hại vườn mai khoảng trên 500 triệu đồng. Đến trưa ngày 31 tháng 12, công an thị xã Bến Cát vẫn đang đo đạc và khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ đồng thời truy xét đối tượng đã gây ra vụ phá hoại tài sản này. Ba đối tượng vừa bị bắt giữ là Đinh Văn Dũng, 27 tuổi, ở huyện Krông Năng, Ngô Chí Duy, 26 tuổi, ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Đỗ Xuân Tâm, 20 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Dũng được một người phụ nữ tên Truyền ở huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk nhờ tìm anh Nguyễn Văn Ngọc, 37 tuổi, ở huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk đòi khoản nợ 60 triệu đồng. Sau khi Dũng đồng ý thì rủ thêm Duy và Tâm cùng tham gia đi đòi. Chiều ngày 28 tháng 12, khi biết anh Ngọc đang ở tại một nhà nghỉ ở huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông, nên cả ba đã điều khiển xe ô tô xuống tìm. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, thì cả ba tìm thấy anh Ngọc. Tại đây, nhóm đối tượng đã dùng tay, chân đánh anh Ngọc rồi bắt đưa về Đắk Lắk. Mấy tháng, bà Duyên bảo em là hỏi anh Ngọc dùng chị với gia chị nợ tiền chị không trả. Em hỏi mấy vừa tránh, trước đây em cũng làm ở đó. Rồi anh em hỏi là anh Ngọc ở đâu? Thì mọi người chị em là ở trên nhà nghỉ trên kia, nên là tụi em mà anh em rủ nhau lên đó. Lúc gõ cửa nói chuyện thì anh Ngọc ra mở cửa thì tụi em có nói chuyện, rồi tụi em có đánh tạt mấy cái, giống như là đấm mấy cái thôi ạ. Đến trưa ngày 29 tháng 12, biết anh Ngọc đang bị ba đối tượng giữ trên xe ô tô ở một con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, nên gia đình đã trình báo công an phường Tân Lợi. Ngay sau đó, công an phường Tân Lợi đã triển khai lực lượng giải thoát cho anh Ngọc, đồng thời đưa ba đối tượng về công an phường làm việc. Những năm gần đây, các loại thực phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản được khá nhiều người Việt Nam ưa chuộng và hàng loạt những trang web bán hàng online hiện nay đang quảng cáo sản phẩm đùi gà hun khói, một trong những mặt hàng bán khá chạy.
Trước cơn khủng hoảng giá cả, theo đó các sản phẩm nguội được làm từ thịt heo như chả lụa, thịt heo hun khói cũng tăng giá, thì đùi gà hun khói là một lựa chọn khá tốt để chúng ta làm món ăn ngày Tết, đúng không Nguyên Bảo? Thế nhưng mà xin lưu ý đến tất cả quý vị khán giả là khi mua hàng hãy nên xem thật kỹ nhãn mác thưa quý vị. Và vừa mới đây thì đội 17 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và phát hiện ra 12 tấn đùi gà hun khói này đã bị phù phép hàng sử dụng. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra tại kho lạnh An Việt thuộc khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, phát hiện và tạm giữ hơn 25 tấn đùi gà hun khói đặc sản Hàn Quốc. Trong đó có 12 tấn đã hết hạn sử dụng từ tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên, đang được tái đát thêm thời gian sử dụng đến ngày 1 tháng 3 năm 2020. Theo đánh giá của các đơn vị trong đoàn kiểm tra, toàn bộ sản phẩm được đóng gói trong các thùng cạc tông đã rách nát, chảy nước, có mùi hôi thối. Đối với những sản phẩm đã tẩy đát thành công, sẽ được gắn chữ đã lọc để vận chuyển ra thị trường. Theo khai nhận của chủ hàng, toàn bộ sản phẩm trong kho đều không có giấy tờ nhập khẩu chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Khi thấy sản phẩm sắp hết hạn sử dụng, chủ cơ sở đã tự ý thay đổi bằng cách gia hạn thêm. Ước tính toàn bộ lô hàng trên có giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu toàn bộ sản phẩm, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ. Ngay trong chiều qua, Công an quận Cẩm Lệ cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Còn bây giờ thì Lan Nhi xin mời quý vị cùng đến với một vụ án mạng vừa xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, khá chấn động và đau xót hơn là thi thể của nạn nhân trong vụ án này đã không còn nguyên vẹn. Đúng là như vậy ạ. Và điều đáng nói hơn là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm cho nạn nhân vẫn còn đang là điều bí ẩn. Quý vị hãy cùng với Nguyên Bảo và Lan Nhi hãy xem những ghi nhận từ hiện trường của vụ án ngay sau đây. Đến sáng nay ngày 31 tháng 12, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột vẫn đang tích cực điều tra, truy tìm hung thủ gây ra cái chết cho một người phụ nữ trong rẫy vắng. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Hường ở thôn 3, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột. Thi thể nạn nhân được phát hiện vào sáng ngày 30 tháng 12 trong rẫy cà phê của một gia đình ở thôn 22, xã Hòa Khánh, đã bị mất một bàn tay phải, chiếc áo bị kéo lên cổ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, có thể đây là một vụ án mạng và nạn nhân đã bị giết từ 4 đến 5 ngày trước. Trong lúc chính quyền địa phương đang chuẩn bị để tổ chức an táng cho nạn nhân, thì người nhà nghe tin và đến nhận dạng ra chị Hường. Theo người nhà cho biết, chị Hường mất tích vào ngày 24 tháng 12, sau đó người nhà đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook và trình báo chính quyền địa phương để nhờ tìm kiếm nhưng không có kết quả. Chị Hường đã có chồng và một con nhỏ. Trước những vụ án mạng khiến chúng ta đau lòng, thì bên cạnh đó vẫn có những hành động đẹp làm ấm lòng người. Sáng qua, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường DT741, đoạn qua khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, trong cái rủi cũng có cái may thưa quý vị. Tài xế xe tải đã được người dân hỗ trợ để thu dọn, bốc phát hàng chục tấn hàng trên xe bị rơi ra đường. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 12, tài xế Nguyễn Văn Tráng, 25 tuổi, ngụ Đắk Lắk, điều khiển xe tải mang biển số 47C21632, chở hàng chục tấn than lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Đồng Xoài, Bình Phước đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, do ngủ gục nên tài xế Tráng bất ngờ mất lái, tông thẳng vào một chiếc xe tải nhỏ khác đang lưu thông cùng chiều phía trước, khiến chiếc xe tải này bị lật ngang sang bên phải. Chưa dừng lại, chiếc xe tải tiếp tục lao đi tông thẳng vào trụ điện đèn rồi lật ngang. Vụ tai nạn khiến trụ đèn điện bị gãy ngang nát bét, hàng chục tấn than trên xe tải bung tung tóe ra giữa hai bên đường. Rất may thời điểm xảy ra tai nạn không có phương tiện lưu thông hai bên đường nên không gây thiệt hại về người. Tài xế và phụ xe may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ. Ngay trong sáng cùng ngày, nhiều người dân tham gia giao thông cùng một số người trong nhóm bạn hữu đường xa đã cùng nhau hỗ trợ giúp tài xế xe tải thu dọn, bốc phát hàng chục tấn than bị rơi vãi ra đường. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đồng Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.